Alo, xin chào tất cả các anh chị nhà đầu tư ha. Chào mừng anh chị đã đến với kênh YouTube của em, kênh VFY Stock ha. Kênh của em là hỗ trợ những anh chị nhà đầu tư mình về chứng khoán ha. Hôm nay em cũng tiếp tục em làm cái video để em gửi đến những cái góc nhìn về vận động thị trường của phiên hôm nay ha. Cho các anh chị mình nắm bắt, mình có những cái chiến lược đầu tư cho nó phù hợp. Đấy, bởi vì hôm nay là một cái phiên giao dịch cũng vô cùng cảm xúc của thị trường chung anh chị ha. Đó, rất nhiều những anh chị mình này, mình đánh giá vào cái giai đoạn mà có hôm qua ấy, đâu do nó có những cái nhịp mà có lúc nó tăng đến 1.500 điểm mà cuối cùng nó đóng cửa vùng giá nó tăng khoảng hơn 800 điểm đấy, rất nhiều, em phải nói là rất nhiều nha. Những anh chị nhà đầu tư mình đã dựa vào cái sự kỳ vọng của chỉ số Dow Jones, chỉ số chứng khoán Mỹ đó, về cái việc mà nó ra cái tin tốt về vaccine đấy, thì rất nhiều những anh chị nhà đầu tư mình kỳ vọng vào thị trường chứng khoán Việt Nam mình đó, và mình đã có những cái giai đoạn mà mở phiên sáng này, phiên ATO ấy đó. Em sẽ bật lại cho anh chị mình xem này, mình kê cái vùng giá gần như là giá ATO thì nó hớp, có thể là nó hớp cái giá cao nhất phiên luôn rồi đó. Rất nhiều những anh chị mình đã mua phải những cái nhịp mà tăng điểm vào đầu phiên sáng đấy. Khi mà mình đánh giá cái tin tức ấy và mình đặt cái kỳ vọng quá nhiều về thị trường ấy đó, mà hầu hết khi mà số đông đặt kỳ vọng quá cao và hưng phấn ấy đó, thì thị trường nó sẽ không có như những cái nhận định và cái vận động theo những anh chị mình mong muốn đâu ha. Bởi vì cuộc chơi là cuộc chơi của không phải là cuộc chơi của số đông anh chị đấy. Anh chị mình thấy này, thị trường chung phiên sáng ấy mở phiên ATO này, nó mở cái gap rất là lớn cái gap này là gap khoảng 10 điểm nha anh chị đó. Thì thông thường một cái gap lớn như thế nó cho thấy cái sự kỳ vọng rất nhiều của những anh chị mình, mình chấp nhận, mình sẵn sàng mình mua ở những vùng giá cao hơn. Bởi vì sao? Bởi vì mình sợ những cái tin tốt về Covid ấy, mà mình cầm, hiện tại mình đang cầm lượng tiền quá nhiều và nó dẫn đến cái tình trạng là mình bỏ lỡ đó. Bởi vì thế rất nhiều anh chị mình chấp nhận mua mua đuổi luôn, mua đuổi ở những vùng giá mà đầu phiên sáng ra ATO. Thì kết thúc cái phiên sáng thì những anh chị mình nhìn lại cái tài khoản của mình xem đó, thì nó cũng đã rơi vào một cái trạng thái thua lỗ ha. Đấy, ít nhất thì cũng mình thua khoảng 1% và nhiều nhất thì cũng khoảng 3-4% là bình thường trong phiên hôm nay đấy ha. Thì đấy là những cái sai lầm của những anh chị nhà đầu tư mình trong cái phiên hôm nay đó, khi mà mình không có được những cái sự mà đánh giá chính xác về thị trường ấy đó, rất là dễ mình tham gia ở đầu phiên sáng đó. Còn bên hệ thống khách hàng của em nha, là đầu phiên sáng mà em thấy một cái gap up như thế này mà lớn ấy đó, thì không thường kiểu gì nó cũng phải chỉnh về, nó lấp tại cái gap này, sau đó nó có những nhịp mà tích lũy nó mới đi lên tiếp theo, thì mình lưu ý ha. Đấy, phiên sáng này anh chị thấy không, em cũng có phân tích trong cái hệ thống khách hàng của em này, nó là VN Index mở gap up lớn quá thì không phải cơ hội để mua, mọi người lưu ý đó. Thì hệ thống trong VIP của em ấy, những anh chị nào mà mình follow ấy, thì mình cũng đã nắm bắt được cái xu hướng như thế, và mình tránh, ít nhất là mình tránh được cái nhịp tham gia ở vùng giá cao đầu phiên sáng này, như HPG này đó. Em thấy cũng nhiều anh chị mình đu, mình mua đuổi những vùng giá mà phiên sáng như là vùng giá 32.1 ấy thì không gì như thế nó cả, sẽ hơi rủi ro anh chị ha. Đấy, thì sau này cũng như là một cái bài học cho anh chị mình luôn. Thường thì mà thị trường chung nó mở một cái gap ấy mà càng lớn ấy, thì cái xác suất nó quay về nó lấp lại càng cao ha, anh chị mình lưu ý ha. Đó, mà những vùng giá mà nó mở gáp như thế này là anh chị mình sẽ không mua, mình kiên nhẫn mình chờ nó về, nó lấp lại những cái vùng gáp gáp mà gáp ấp ấy thì mình thẳng tham gia. Còn cái điểm thứ hai mà anh chị mình lưu ý, khi nó mở gáp này, khi mà thị trường chung nó mở cái gáp, đặc biệt là gáp ấp, là cơ hội cho anh chị mình chốt lãi nha. Đó, chứ không phải là điểm mua nha, lưu ý anh chị ha. Đấy, thì những cái yếu tố cơ bản như thế mà anh chị mình nắm bắt ấy, mình cũng đã hạn chế được rất là nhiều những cái khoản thua lỗ ở trong cái phiên hôm nay rồi. Thì phiên hôm nay là một phiên giao dịch vô cùng cảm xúc ha, áp lực bán khi đó gặp những cuộc kháng cự đỉnh trước ấy. Đây, em sẽ phân tích sơ lược để cho anh chị mình nắm bắt ha. Nè, anh chị thấy này, phiên sáng nó mở một cái gáp và nó cận là những cái vùng mà kháng cự đỉnh trước này, những vùng mà 970, những vùng 960, 970 ấy. Đây là những cái vùng mà kháng cự đỉnh trước của thị trường. Và phiên hôm nay là một cái phiên mà test lại những vùng kháng cự đỉnh trước mà nó bị fail đó. Thì thông thường mà nó test lại mà nó gặp cái áp lực bán lớn như cái phiên hôm nay ấy đó, chị thấy không, phiên hôm nay là một phiên khối lượng lớn nha, áp lực bán lớn vào cuối phiên chiều này, thì thông thường mà có một phiên test lại những cái vùng kháng cự đỉnh trước mà nó bị fail thì nó sẽ có những cái yếu tố mà nó tích lũy lại ở giai đoạn sau. Anh chị mình lưu ý ha. Đấy, tích lũy lại để làm gì? Để vùng này là cái vùng mà nó đội lái họ hấp thụ hết những cái lượng hàng mà anh chị mình còn kẹp ở vùng này này,
Chị mình thấy là cái vùng trên đây thị trường sáng nó mở gấp up, mình thông chốt lại thì những giai đoạn sau mà thị trường nó có những cái yếu tố nó đi ngang ấy, là cái tâm lý của những anh chị mình thiếu kiên nhẫn mà mình bán ra, thì như thế đội lái họ sẽ thu mua lại những cái lượng hàng đấy. Khi mà họ thu mua lại những cái lượng hàng của anh chị mình ấy, thì cái giai đoạn sau mà họ đổ tiền họ đánh lên ấy, họ sẽ không còn gặp những áp lực bán ở vùng này, bởi vì anh chị mình đã cơ cấu hết ở cái giai đoạn vào cái phiên hôm nay này, hoặc là những anh chị nào mình còn nắm ấy, thì những cái giai đoạn mà nó tạo những cái biên sideways đi ngang ấy đó, thì anh chị mình cũng khó lòng mình nắm giữ được cổ phiếu đó. Thì như thế ha, thì anh chị mình nắm bắt được những cái vận động như thế thì mình sẽ đầu tư nó tốt hơn. À, em sẽ lấy một vài ví dụ trong quá khứ cho anh chị mình nắm này. Đây là cái vùng kháng cự đỉnh trước, vùng 900, anh chị thấy không, sau một cái quá trình tăng gặp lại những vùng kháng cự đỉnh trước, đây là cũng là một cái phiên tương tự như phiên hôm nay của chúng ta này, phiên áp lực bán vùng kháng cự. À, anh chị mình lưu ý này, gặp kháng cự điều chỉnh, gặp áp lực, có áp lực bán đó là bình thường. Áp lực bán thứ nhất đến từ những anh chị mình đu đỉnh ở những vùng 960, 970, thì khi mà thị trường chung nó có những cái yếu tố mà hòa vốn những điểm cổ phiếu mà anh chị mình tham gia ấy đó, thì tâm lý 80% những anh chị đầu tư trên thị trường mình sẽ bán hòa vốn những cổ phiếu đấy, vô hình chung nó tạo ra một cái áp lực bán của thị trường chung ha, và của phiên chiều. Áp lực bán thứ hai đến từ những anh chị nào mà mình tham gia, mình bắt đáy, bắt những vùng này này, thì mình khi mình thấy thị trường chung nó lên là những vùng kháng cự đỉnh trước ấy, thì tâm lý của anh chị mình cũng chốt lãi luôn ha, mọi người ha. Đấy đó, mình lưu ý là những vấn đề như thế thì mình sẽ đầu tư nó tốt hơn ha. Đó thì cái áp lực bán ngày hôm nay ấy, em thấy chủ yếu nó hình thành từ hai cái áp lực như thế. Ở cái giai đoạn trước này mọi người thấy không, cái phiên ngày 7 tháng 9 ấy, nó cũng tương tự như là cái phiên ngày hôm nay của chúng ta, nó là áp lực bán vùng kháng cự đó. Thì không thường gặp kháng cự điều chỉnh, gặp áp lực bán là bình thường, anh chị mình cũng không có gì mà phải lo sợ. Phiên hôm nay thị trường ngày hôm nay ấy, chỉ rủi ro cho những anh chị nhà đầu tư mình mua đuổi ở phiên sáng, ở phiên ATO đó, hoặc là những anh chị nào mình đặt giá ATO ấy đó, thì là sẽ hơi rủi ro cho tài khoản của mình trong ngắn hạn ha. Còn về xu hướng của dài hạn của thị trường ấy, thì em đánh giá gì đằng sau có tích lũy rồi tiếp tục nó bứt phá những vùng mà 970 đến là 1.000 thôi, chứ không có gì phải quá lo lắng ở thị trường đâu. Cái dư địa của thị trường chúng ta còn rất là lớn, giai đoạn này em đánh giá chỉ là chân của con sóng lớn thôi. Nên cũng không có gì mà mình phải quá lo ngại về vấn đề mà tạo đỉnh của thị trường cả. Đấy, có một điều nó hơi xấu ngày hôm nay, chính là cái khối lượng ngày hôm nay nó lớn quá, thanh khoản nó rơi vào khoảng hơn gần 10.000 tỷ rồi. Đấy, cái điều quan trọng trong đầu tư ấy là anh chị mình phải kiểm soát được cái tâm lý. Khi mà mình có những cái tâm lý mà mình hưng phấn ấy, mà rất là dễ mình mua đuổi đó, và nó cũng sinh ra được những cái kết quả không tốt cho cái tài khoản cá nhân của mình, thì như thế em đánh giá đầu tư nó cũng sẽ không có thuận lợi lắm anh chị ha. Còn khi những lúc mà mình bi quan này, mình bán cổ phiếu ngay đấy thì nó vòng lại đó. Có anh chị nào mà mình gặp cái cảm giác là khi mà mình mua ấy thì mình lại mua ngay đỉnh, mà khi mà mình bán ấy thì mình lại bán ngay đấy đó, thì lúc đó anh chị mình phải quản trị lại cái tâm lý nha, anh chị mình lưu ý ha, bởi vì cuộc chơi này là chỉ là cuộc chơi dành cho, không dành cho số đông nha. Đấy, nếu mà anh chị nào mình cũng ăn trên thị trường ấy thì ai thua. Cuộc chơi mình là có những big boy này và những nhà đầu tư cá nhân đấy, vì thế mình phải luôn luôn vận động theo những cái hành vi của các tổ chức, họ thường đi ngược với lưới và lại với cái tâm lý của đám đông đấy. Khi nhà đầu tư hưng phấn là lúc mình nên cơ cấu mình bán ra nè, anh chị mình lưu ý mình thấy này, ở phiên sáng này em cho này dòng bơi này, mọi người cơ cấu ra 50% trong phiên nhúng xuống, mình sẽ cover lại sau đấy. Sáng nay áp lực chốt lại lớn quá, anh chị mình lưu ý thấy không đó, em cho này cơ cấu này, BVD này hạ 50%, giá 11.75, gas 73.5 hạ 50%, khá là ok ha. Đấy, em nắm bắt được những cái vận động trước của thị trường ấy, thì em cũng cho bên hệ thống khách hàng của em là mình chốt lại những mã dòng dầu khí đi, mình canh những cái nhịp mà nó điều chỉnh ấy, thì mình sẽ gom lại sau, mình ăn chênh lệch đấy. Còn những anh chị nào mua đuổi phiên sáng thì em cũng bó tay rồi ha, thì coi như nó cũng là một cái bài học trong cái quá trình đầu tư của mình, tại vì đầu tư ấy không phải là ngắn hạn 1-2 ngày, mà nó là một cái quá trình dài hạn. Mỗi ngày mình đúc kết một vài cái kiến thức mình thu nạp đó, mình gom lại thành một cái cuốn sách, thì nó cũng sẽ bổ sung được những cái yếu tố cơ bản nha, khi mà anh chị mình xem được những video của em ấy đó. Em cũng chia sẻ rất là nhiều cái kiến thức trong quá trình đầu tư cho anh chị mình nắm bắt ha. Thì phiên ngày mai ấy thì em đánh giá thị trường nó cũng sẽ mở phiên sáng, nó cũng còn một vài cái áp lực mà điều chỉnh. Nhưng anh chị mình để ý này, đây là những cái vùng hỗ trợ cứng
của thị trường chung, đó là những vùng mà 940 đó. Thì em đánh giá thị trường nó sẽ có những cái nhịp mà nó tích lũy quanh những vùng mà 940 950 đó. Với một cái yếu tố mà nó kiệt đi về khối lượng ấy, đó là cơ hội nó sẽ đánh cái nhịp số 2 và nó đánh bứt phát luôn những cái vùng kháng cự 970 này, anh chị lưu ý ha. Này, giai đoạn này cũng vậy này, gặp kháng cự đỉnh này, điều chỉnh này, tích lũy và tiếp tục bứt phá đi lên ha. Đấy, thì hôm nay em thấy cái áp lực bán chủ yếu nó đến từ những cái mã mà VN30, những mã cổ phiếu trụ như là Vietcombank này, Masan này, Vinamilk. Thì đây này, áp lực bán mà cái cổ phiếu mà nó làm thị trường chung giảm điểm mạnh nhất đó chính là Vinamilk. Chú lưu ý ha, Vinamilk là một mã cổ phiếu lớn có vốn hóa lớn trên thị trường, là cổ phiếu trụ. Vì thế những cái áp lực mà giảm điểm của nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn đến chỉ số chung của thị trường. Vì thế đội lái trên thị trường ấy, họ dùng những con như Vinamilk này, Vinhome này, Vic này, Vietcombank này, họ chỉ cần đạp xuống một hai giá thôi là đã làm thị trường chung của chúng ta giảm điểm khá là mạnh rồi ha. Cái con mà ngày hôm nay em đánh giá vận động cực kỳ tốt và nó giữ được chỉ số thị trường chung ấy, đó chính là con Vietjet. Nếu mà hôm nay không có Vietjet ấy, thì em thấy thị trường chung của chúng ta không phải giảm điểm ở cái mức mà quanh quanh tham chiếu như thế này đâu, nó còn rơi vào những vùng 940 ấy. Đó, thì ngày hôm nay em đánh giá cái ý đồ của tạo lập ấy, vùng này chỉ là những cái vùng mà gặp kháng cự áp lực điều chỉnh thôi, chứ không phải là một cái vùng mà tạo đỉnh đâu ha, anh chị không có gì phải sợ cả. Nó tương tự như phiên ngày 7 tháng 9 ha, anh chị mình biết ấy, phân tích kỹ thuật cốt lõi của nó là gì, là phân tích lại những hành vi và tâm lý của nhà đầu tư và tổ chức trên thị trường đó. Vì thế những cái quá trình vận động của các big boy này và tâm lý của nhà đầu tư ấy, nhiều anh chị mình thắc mắc vì sao mà em biết đúng không? Bởi vì em cũng học thôi anh chị, em cũng học và em phân tích lại những cái quá trình của nó vận động như thế nào. Ví dụ như là trước khi tăng thì hành vi của các big boy họ thường làm gì? Anh chị lưu ý nha. Đấy, thì ai mà chưa biết ấy, mình cũng phải xem những video trước này, em cũng chia sẻ rất là nhiều những cái kiến thức ấy. Thì anh chị mình có thể vào mình xem lại những cái video trước của em ha, để mình bổ sung thêm những cái kiến thức cho mình. Và ngày hôm nay thì cái vận động này nó cũng không phải là quá bất ngờ đối với em ha. Đấy, ngược lại em đánh giá có những áp lực điều chỉnh như thế này là đúng với cái vận động xu hướng của thị trường luôn á. Đấy, thì em sẽ review qua một số dòng ha, để cho anh chị mình nắm bắt, đặc biệt là cái mã trụ ngày hôm nay này. Vì dòng tiền hiện tại em đánh giá là nó đổ vào những cái mã mid caps nhiều hơn ha. Đầu tiên là con BID ha, em nói với anh chị rất nhiều lần rồi. BID canh hồi cơ cấu không nắm giữ quá lâu, bởi vì mã này là một mã yếu, nó đã gãy những cái vùng hỗ trợ rồi, nó cần một thời gian tích lũy rất là lâu để nó hồi phục trở lại thì lúc đó mình mới tham gia đó, anh chị thấy không? Hôm nay tăng điểm này, áp lực bán quá mạnh này, đóng cửa vùng giá thấp nhất phiên, hơi xấu ha. BVH là một mã cổ phiếu cực kỳ mạnh ở phiên hôm nay đó, nó cho tín hiệu nó khỏe hơn thị trường chung, anh chị thấy không? Đây, mở gáp về lắp gáp gút chân. Đấy, một mã cổ phiếu cực kỳ mạnh nha, nó cho thấy là cái yếu tố mà đỡ giá ở những vùng mà 53 ấy, lực cầu của đội lái họ đỡ rất là nhiều và nó không cho hủng đi những cái vùng 53 này. Thì bên em ấy, hệ thống phát hiện của em thì em cũng cho giải ngân con BVH này rồi, thì em sẽ lấy một cái về hình ảnh cho anh chị mình nắm bắt này, bởi vì em giải ngân mã nào ấy là em kiến nghị ngay trong hệ thống khách hàng của em luôn, em tránh thì những trường hợp mà làm những nhà đầu tư mình không có nắm bắt được xu hướng cổ phiếu ấy đó. Em mua điểm nào là em báo ngay. Đây, BVH này, vào lúc 10:50 ngày hôm qua này, BVH mọi người mở về thấy em giao vùng giá 52.4 đó, mình mua test trước 30% vốn. Đây, em đưa những cái giá mà nó chi tiết luôn ha, là những anh chị mình mua là khớp lệnh ngay, chứ không phải mà đưa những cái giá mà nó bị chênh lệch quá nhiều. Ví dụ như những vùng này này, rất nhiều những cái môi giới khác ấy, họ đưa ra là kiến nghị tham gia vùng giá 52, 52.5, thì lúc đó anh chị mình đâu có biết, mà đâu biết vùng nào điểm nào đâu mà tham gia đó. Vì thế em đưa là đưa ngay luôn những cái vùng giá hiện tại của cổ phiếu trên thị trường ha. Thì BVH là một mã cổ phiếu cực kỳ mạnh đấy, anh chị nào có hàng tiếp tục nắm giữ không có gì cả ha. Em đánh giá giai đoạn sau là BVH nó sẽ chạy những cái nhịp mà siêu sóng đó. Còn về con STG thì em nói mọi người rất là nhiều rồi, mã cổ phiếu này cái vận động của nó hiện tại em khó phân tích lắm. Bởi vì sao? Bởi vì nó đã lên là những cái vùng giá khá là cao rồi,
Mà khối lượng ở vùng này em chưa thấy yếu tố mà kiệt đi. Vì thế cái điều kiện mà để em tham gia vào con CTG ấy nó chưa có đạt à. Thì những anh chị mà mình nắm con này ấy, mình canh những cái nhịp mà nó hồi phục nó đẩy giá này thì mình cũng có thể chốt lãi được ha. Đó, VFPT thì ngày hôm nay đóng cửa vùng giá hấp nhất phiên à, nó vận động tương tự như thị trường chung, bởi vì áp lực bán ở đầu phiên chiều hầu hết nằm ở những cái mã chủ đấy. Thì với FPT này chị thấy không, nó gặp là những vùng kháng cự đỉnh trước này à, thì áp lực bán điều chỉnh là bình thường ha chị ha. Đó, ai có hàng FPT ấy, nếu mà mình đánh cho những cái quá trình mà trung hạn ấy, thì mình tiếp tục nắm giữ, còn những cái quá trình mà ngắn hạn ấy, thì mình tận dụng những cái nhịp mà nó gặp là những vùng kháng cự đỉnh trước này đó, thì mình canh mình chốt đi, mình hạ 50% tỷ trọng danh mục, mình giữ lên 50% ha, mình chờ nó chỉnh vào những vùng 53 như hôm nay ấy, mình mua lại. Thì có phải là mình đã ăn chênh lệch trong phiên là một giá rồi đúng không? Đó, một giá của con FPT trong phiên là 2% mà. Đó, là như thế thì trong phiên anh chị mình lãi ngay 2%, khá là tốt. Những cách đánh như thế thì ai mà quan tâm ấy, thì có thể liên hệ cho em. Em sẽ chỉ mình cách đánh đánh tay không lãi trong phiên. Anh chị thấy con gáp không? Con gáp cái áp lực bán ở những vùng phía trước còn rất là nhiều. Ở những vùng mà 72, 73 ấy, em đánh giá còn rất là nhiều, những anh chị đầu nhà đầu tư mình đang kẹp hàng mã này. Vì thế những cái nhịp mà mở gấp up ấy, thì yếu tố mà chốt lãi này, yếu tố mà bán hòa vốn ấy, của anh chị mình rất là lớn à. Thì sáng thì em cũng cho nhà đầu tư bên hệ thống của em là cũng canh mà mình cơ cấu con này luôn đó. Đó, thì hiện tại nó về những vùng giá 72 ấy, thì ngày mai nếu mà vận động thị trường chung nó tốt ấy, em sẽ cho cover lại ha. Đấy, mình ăn trên lệch cũng một giá gửi của con gas rồi, đâu đấy cũng 2%, đó là ok. Một mã tiếp theo là một mã HD Bank ha. Đấy, thì giai đoạn này em đánh giá là cao con HD Bank, thì hôm nay nó cũng gặp những cái yếu tố mà điều chỉnh chung với thị trường thôi đó. Như mình chị mình thấy này, khối lượng giảm, khối lượng lớn nha, nhưng biên độ giá không giảm à, nó giữ được những cái vùng giá xanh. Thì đây là những mã cổ phiếu mạnh, bởi vì sao, thông thường ấy vận động của khối lượng sẽ ảnh hưởng đến giá à. Thì thông thường những cái vận động khối lượng lớn như hôm nay ấy, thì ít nhất con HD Bank nó cũng giảm âm 2% à, nhưng hôm nay nó vẫn giữ được cái sắc xanh. Điều đó cho thấy điều gì? Điều đó cho thấy những cái vùng mà quanh đây này, nó có những yếu tố mà tích lũy là quanh những cái vùng mà kháng cự này đó. Thì những cái vùng mà quanh những vùng giá mà 25.5 ấy, nó cho thấy cái yếu tố dòng tiền của các tổ chức họ vẫn đỡ, là cổ phiếu này rất là ghê, ai bán thì bán, họ vẫn kê những vùng giá 25.5, họ mua hết những cái lượng hàng mà anh chị mình bán ra à. Điều đấy nó cho thấy cái dư địa của con này còn rất là lớn nha. Đó, mã tiếp theo là HBG này đó. HBG sáng nào mà anh chị nào đu đuổi trên đây là chết ngay. Nó gặp những vùng kháng cự đỉnh này này, mở gấp up mà gặp kháng cự đỉnh là mình nên chốt lãi nha, chứ không phải mà mình nên mua. Thì về dư địa ngắn hạn thì con này gặp kháng cự đỉnh thì nó phải tích lũy lại đó. Còn trong một cái trend xu hướng trung hạn thì nó vẫn là up thôi à. MBB hôm nay thì nó vận động cũng tương tự như thị trường chung thôi ha. Đấy, nó cần những cái nhịp là tích lũy lại thêm thì lúc đấy chúng ta sẽ tham gia MBB ha. Massage thì cổ phiếu này hiện tại nó mang cái tính chất là điều phối à, cái cung cầu nó giai đoạn này chúng ta không có phân tích được à, vì thế em cũng khó mà kiến nghị cho những chị mình. Thì em vẫn khuyên là ai có hàng massage mà lãi mình cũng canh mình chốt 50% ha. Đây, còn riêng MWG thì mở phiên sáng nó cũng mở hơi gấp up này, chị thấy không đó, và nó cũng lấp lại trong phiên luôn, giảm điểm ở thị trường chung. Với MWG ấy, ai mà quan tâm thì mình hẳn chờ đợi thêm, bởi vì vùng này nó tích lũy này, tích lũy qua những vùng 106 ấy, nhưng mà khối lượng nó chưa có kiệt đi à, vì thế nó chưa đạt về những cái yếu tố mà để em tham gia, chờ những cái yếu tố mà nó kiệt đi về khối lượng ấy đó, thì mình hẳn xem xét lại con MWG này ha. Về con BLX vận động sáng nay thì nó cũng hơi 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 hơi, hơi dị tí ha à, bởi vì có một một cái tổ chức nào đó họ chấp nhận họ bán lệnh MB của con BLX ở giá sàn những vùng giá mà quanh 45 ấy đó. Thì thông thường những cái lệnh mà bán giá sàn mà lệnh MB ấy, thì là của cái tổ chức, bởi vì họ mượn cổ phiếu BLX trong kho ấy, và đến hạn phải trả thì buộc họ phải bán ra để họ trả lại cho bên thô ha. Thì những quá trình này là bình thường. Thì sáng em cũng kê, em canh những vùng giá 45 này xem nó có hớp không à, thì em kê nó không có hớp ha. Đấy, nếu mà hớp thì mình cũng lãi được 7% trong phiên ha, ok. Nhưng mà không thì cái này em cá cược cho vui thôi. Về BNG này, BNG hiện tại nó có những quá trình mà nó điều chỉnh trước thị trường chung nha anh chị. Đây, đây những quá trình điều chỉnh trước thị trường chung của BNG này đó. Và những anh chị nào quan tâm BNG ấy, thì giai đoạn này ở những vùng giá mà 72 chấm ít là cơ hội cho anh chị mình bắt đầu mình mở vị thế tham gia dần với con BNG. Thì hôm nay những vùng giá mà nó điều chỉnh qua những vùng giá mà 73.3 này, thì em cũng dần em cho hệ thống khách hàng của em mở vị thế tham gia với BNG ha.
em kỳ vọng nó sẽ chỉnh thêm ví dụ về những vùng 72 ấy. Đó, em sẽ mở một thêm, bởi vì mã này cái dư địa nó còn khỏe lắm chị ạ. À, hiện tại là về yếu tố doanh nghiệp này cũng khá là tốt ha. Đó, anh chị nào mà chưa xem ấy thì mình xem là cái video này này, cái video mà sai lầm của nhà đầu tư này và phân tích về mã cổ phiếu BNG ấy. Đó, thì đây là cái video mà em phân tích rất là chuyên sâu về BNG, ai mà quan tâm thì mình xem lại ha. Vận động ngày hôm nay của BNG cũng bình thường thôi chị, nó vẫn trong một cái trend trên up khá là khỏe này. Đó, điều chỉnh là tiếp tục nó tích lũy rồi nó đi lên ha. Sapeco thì nó mang cái tính chất điều điều phối hơn anh chị ha. Đó, khi mà những mã cổ phiếu như Sapeco ấy, họ rất là dễ, họ lấy ra họ để họ điều tiết chỉ số thị trường chung, bởi vì đây là những mã cổ phiếu vốn hóa lớn mà anh chị. Hôm nay nó giảm 1,7 điểm à, thì nó ảnh hưởng rất là nhiều đến chỉ số thị trường chung ha. STB này đó anh chị mình thấy không, em nói khá là nhiều trong cái video mà ngày hôm qua này. Những mã STB ấy, anh chị mình canh hồi mình chốt đi đó, những mã này nó đâu có mạnh đâu anh chị, nó tích lũy những cái kênh dưới ấy, những mã cổ phiếu yếu nha. À, thì mình phải chờ, mình chờ xem cái quá trình tích lũy nó như thế nào rồi mình mới tham gia. Còn bây giờ mà khá nhiều những chị nào tôi mình còn kẹp hàng ở những vùng quanh 14 này, thì khi mà nó đẩy giá lên nó gặp những áp lực chốt lãi và áp lực bán hòa vốn của chị mình ngay, thì như thế mình chưa có vội là mình tham gia ngay những mã như STB. Techcombank cũng tương tự ha. À, thì dòng băng này nó đi chung với nhau một phơm thôi. TCH thì một mã bo cung, vì thế em cũng không có phân tích những mã này, em cũng không kiến nghị những chị mình tham gia đó. Ngày hôm nay em thấy một mã cực kỳ tốt này, Vietcombank này đó, nhưng mà nó gặp cái yếu tố chốt lãi đầu phiên, yếu tố mà áp lực bán ở cuối phiên mạnh quá đó, nó cũng đóng cửa vùng giá thấp nhất phiên, thì hôm nay em hơi tiếc ở con Vietcombank này. Những lúc mà nó lên những vùng giá 87 em thấy khá là khỏe này đấy. Tuy nhiên thị trường chung chúng ta gặp những cái yếu tố mà vùng đỉnh trước ấy thì áp lực bán lớn quá, cho nên con Vietcombank thì cũng vận động theo. Nhưng mà anh chị mình lưu ý nha, Vietcombank những vùng giá hiện tại ấy, là khá là đẹp rồi. À, nó đang trong một cái xu hướng tích lũy nền tảng dài này, thì khi mà nó chạy nó sẽ nổ rất là mạnh nha. Thì với Vietcombank em không có gì mà đánh giá xấu về mã này cả, em vẫn đánh giá nó đang trong cái giai đoạn tích lũy rất là ok. Đấy, Vinthom này hôm qua có một cây nổ mạnh ha. À, hôm nay một cây mà nó xác nhận lại cái áp lực bán mạnh nè. Đó, nó cũng tương tự như Vietcombank thôi, thì những áp lực bán mà vào cuối phiên ấy thì nó tập trung vào những mã trụ nhiều hơn, thì Vinthom cũng không nằm ngoại lệ ha. Đấy, thì em chào Vinthom nó có những nhịp chỉnh là em sẽ tham gia thêm. Vick cũng tương tự ha anh chị ha. Đấy, ngày hôm nay chỉ có riêng con Vietjet thì nó neo lại chỉ số thị trường chung, nó đóng cửa vùng giá trần à, tăng hơn 7.4 điểm. Đấy, ngày hôm nay này anh chị thấy nó dị không, nó có một cái gạch ngang thôi, nó mở cửa giá trần và nó đứng yên đến cuối phiên luôn. À, thì những mã này là những mã bo cung, anh chị thấy không, khối lượng nó đều như bắp ấy đó. Thì những mã bo cung là gì, là những mã cổ phiếu mà đội lái trên thị trường họ kiểm soát được những cái lượng cung. À, thì như thế nó rất là dễ để nó điều tiết giá ha. Chị lưu ý nha, khi mình tham gia những mã này ấy, thì cái biên lợi nhuận mình mang lại nó không có cao, vì thế em rất là ít, em kiến nghị mình vào những mã này. À, thì nói chung vận động của Vietjet hôm nay là tốt ấy. Vinamilk này hôm nay cũng khá là xấu ha. Đó, nó cũng về là những vùng hỗ trợ này, những vùng hỗ trợ mà 107, 105 ấy là những vùng hỗ trợ cứng của Vinamilk. Anh chị nào có hàng Vinamilk thì mình không có tận dụng được những nhịp mà nó tăng mình chốt lãi à, thì mình tiếp tục nắm giữ đi. VPBank ấy em cũng nói anh chị mình nhiều ha, về mã VPBank này mình phải cần, nó có những cái giai đoạn nó tích lũy lại đó, bởi vì áp lực bán rồi, nhưng anh chị nào kẹp hàng vùng trên còn nhiều quá, nó chưa cổ phiếu nó chưa thể nào nó bứt phá được ngay. Với VPBank ấy em nghĩ là năm 2021 mới là cái năm mà cổ phiếu này nó chạy mạnh à, bởi vì nó có rất là nhiều cái câu chuyện hay đấy, thì em cũng chưa chia sẻ được với anh chị mình. À, thì ai mà muốn quan tâm ấy thì cứ ở inbox cho em sẽ tặng mình những cái kiến nghị về con VPBank, còn hiện tại thì chưa, mã này nó cần những cái thời gian tích lũy gom hàng thêm của đội lái anh chị ha. Đấy, những mã như BID này, VPBank là cái triển vọng ở năm 2021 sẽ lớn, còn hiện tại năm nay là chưa. Có ông VRE, ông VRE hôm nay thì tăng 2,3%, nhưng mà anh chị mình thấy không này, nó mở gấp này, nó tăng điểm này lên những vùng giá mà 27, nó gặp là những vùng kháng cự trước này, những vùng này này rất nhiều anh chị nhau tới mình kẹp hàng VRE cho đoạn này luôn. Thì khi mà nó chỉ cần tăng lên những vùng 27 thôi thì nó gặp cái áp lực bán vô số lớn của những anh chị mình, những chị kẹp hàng này, những chị bắt đáy này đó, áp lực bán lớn quá. Thì hôm nay thì nó giữ được cái giá xanh và tăng điểm, thì nó đánh giá nó cũng tốt hơn rất là nhiều mã rồi ha. À,
nhưng nhìn tổng quan về cái vận động của nó thì khá là yếu. Những anh chị mình chỉ nên tận dụng mình thấy nó hồi và mình cơ cấu mình bán, chứ mình chưa vội mình tham gia ngay với những anh chị nào muốn mở mua mới ha. Đấy, anh chị mình lưu ý với con VRE ha. Tiếp theo em sẽ nói sơ lược về dòng vũ khí cho anh chị mình nắm bắt đi. Đó, BVD này, anh chị thấy không? Hôm qua là giá giá dầu thế giới tăng đâu đấy khoảng 7-8% vậy, khá là kinh. Thì con BVD mở phiên sáng cũng một cái gap này. Thì thông thường mở cái gap như thế này là em canh em hạ hạ tỷ trọng danh mục ngay, em chờ những cái nhịp mà nó lấp là những cái gap này đấy thì em sẽ tham gia. Anh chị mình canh mà có hàng BVD ấy, về những vùng 11.35 ấy mình canh mình gom thêm ha. Với BVD thì em thấy nó đã xác nhận cái xu hướng tăng rồi, là lại rồi đấy đó, sau những quá trình mà đánh thay đáy này, đáy thứ nhất này, đáy thứ hai này, thì cái dư địa phía sau của dòng dầu khí còn khá là lớn nha. Thì anh chị mình biết ấy, thông thường mà cổ phiếu nó mở phiên nó mở cái gấp ấp ấy thì 80% nó sẽ có những yếu tố nó lắp lại ha. Đó thì mình lưu ý nha. BVT, BVS thì nó cũng vận động tương tự như con BVD ha chị ha. Đấy. Mà nó cũng gặp đi những vùng kháng cự đỉnh trước rồi này, những vùng kháng cự đỉnh 14.4 14.5 ấy đó. BVT ngày hôm nay hơi xấu ha. Đấy, anh chị thấy không? Nó tăng này, gặp kháng cự này, áp lực chốt lãi này, áp lực điều chỉnh này là bình thường, không có gì phải xấu, không có gì mà mình quá bất ngờ với cái việc này cả ha. Gặp kháng cự điều chỉnh là vấn đề bình thường. Thì em cũng phân tích sơ lược về một vài mã cổ phiếu này, một vài dòng và cái nhận định của thị trường chung đó. Thì em sẽ tóm gọn lại, thị trường chung phiên hôm nay tăng gặp cái cự đỉnh điều chỉnh là bình thường, nó cần những cái giai đoạn mà phiên tới nó cần tích lũy lại sau đó nó bứt tốc tiếp ha. Chị mình nắm hàng thì cũng không có gì mà quá bi quan đâu. Hiện tại chỉ số Dow Jones này chị thấy không, nó tăng hơn 200 điểm rồi này đó, đây cũng là một cái tin mà nó tích cực nha. Thì anh chị nào mà mình quan tâm ấy thì mình có thể tham gia cái hệ thống room khách hàng cộng đồng của em. Đây là cái hệ thống room VIP, room hỗ trợ những anh chị mình bên ngoài. Còn hệ thống room VIP ấy thì anh chị mình phải mở tài khoản ở VPS, sau đó em sẽ hỗ trợ anh chị mình tham gia. Thì trong ngày hôm nay ấy, danh mục của tụi em đánh khá là tốt nha, đặc biệt là mã BHR này. Thì giai đoạn này anh đánh, em đánh chiến lược con BHR này đó. Nhưng mà những anh chị nào mình hay xem video của em thì mình cũng đã bắt được những cái điểm mua của BHR ha. Em kiến nghị khá là nhiều trong video, những video trước nha. Đây, cái video mà tặng danh mục cổ phiếu hàng đầu này đó, cái video này em cũng có kiến nghị con BHR trong đây. Thì em cũng chúc mừng những anh chị nào mình tham gia được BHR ha. Đó thì hôm nay nó có những cái nhịp mà nó bứt phát những kháng cự mạnh này, 160 đó, thì em đánh giá BHR là cũng là một con siêu sóng về động sau nha. Bên này không khách hàng của em hiện tại gom hơn 15 tỷ con BHG này rồi đấy đó, và hôm nay nó có những cái điểm mà nó bứt phát những vùng kháng cự 60 ấy, thì em đã cho gia tăng đây này, em kiến nghị này, gia tăng thêm BHG này, mình mua giá rẻ này đó, những vùng giá 60.3 cho gia tăng thêm. Thì ai mà có hàng BHG mình yên tâm nắm giữ, bởi vì em ở đây em cũng public luôn cho anh chị mình biết này, BHG sắp tới nó sẽ chia cổ tức nha anh chị đó. Còn việc về cổ tức bao nhiêu ấy thì anh chị mình hãy chờ thông báo chính thức đi, em sẽ tiết lộ với anh chị mình ngắn gọn như thế thôi đó. Còn những BHR là một mã cổ phiếu tốt về cả TA và FA, em nói khá là nhiều rồi. Thì đấy, khi mà anh chị mình về không có thằng VIP của em ấy, em sẽ có những cái điểm mua này, nhưng mà cổ phiếu cực kỳ tốt cho những anh chị mình luôn ha đó. Ai quan tâm thì cứ hỏi inbox em sẽ hỗ trợ nha. Đấy, còn anh chị nào mình đang xem video của em ấy thì mình có thể để làm một cái đăng ký kênh này, mình ủng hộ cho em để em làm những cái video sau nó tốt hơn ha. Thì em cũng cảm ơn những anh chị mình đã theo dõi video này. Chúc anh chị mình một buổi tối vui vẻ ha. Hẹn gặp lại những anh chị mình ở video sau. Xin chào cả nhà.